Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, 15 Tây, tháng 7, 2022. Đó, hàng tuần thứ 6 là chùa đi lấy phước ban ngày về, phát cho quý Phật tử đây. Bom rồi, đó là bom nổi rồi. Có sữa, có rất là nhiều thứ. Rất là nhiều thứ đây. Xin mời quý vị. Con nấm đây. Nấm này là 25 đồng một ký nè. Tomato. Sữa. Chanh. Chanh. Celery. Đây có mấy chị nè. Đó. Xin mời cảm ơn Phúc Bang, thank you Phúc Bang nè. Đây món gì đây? Bắp, bắp. Cua. Rồi vô. Bỏ lên phê sao bây ok á. Bắp. Rồi đây. Bắp. Người mấy trái đây? Trái. Trái. Bắp. Có nhiều cho nhiều, có ít. À. Trái bắp này ở ngoài không biết mấy đồng anh? 2 đồng trái thôi. 2 đồng trái hả? Dạ. Khủng hoảng kinh tế về. Khủng hoảng kinh tế chuẩn bị lên 4 đồng. Dạ. Tình hình thực phẩm CPI tăng 5.2% so với năm ngoái thầy. Lên đó hả? Lên nó tăng 5.2, CPI là chỉ số tiêu dùng. Ừ, thì sắp tới giật giá cái gì nó cũng lên. Bài đó đã lên rồi. Lãi suất ngân hàng giờ nó tăng hơn 4% rồi. Từ 2.1 và lên 4.2 rồi. Dạ. Yeah, thank you. Dạ. Cô hàng tuần đi lấy đồ thấy khó khăn gì không? Cái chỗ lấy dễ. Sao giờ giấc sao? Về xe 12 giờ. 12 giờ hả? À. Mỗi lần lấy có khác biệt chứ? Đâu có gì khác. Vậy hả? Cũng vậy thôi. Vậy thôi hả? À. Có lúc trời sớm, có lúc nghỉ sớm vậy hả? Ờ, à, mình đi sớm, lấy sớm. Ừ. 11 giờ mấy có khi, 12 giờ. Ừ. Rồi, thank you. Rồi, nhiều. Rồi, xin cảm ơn. À, sao hát sao rồi? Phát mấy cô ra. Rồi. À, thấy có khó khăn gì không? Đâu khó khăn gì đâu. Rồi, xin cảm ơn quý vị. À.